Dương Tử Khuê Ảnh đi nghỉ dưỡng, Lộ Chi Tiết Lạ ngầm thừa nhận hẹn hò. Dương Tử Khuê Ảnh đi nghỉ mát, được cộng đồng mạng so sánh với Triệu Lộ Tư. Hình ảnh Dương Tử khoe body nóng bỏng trước gương đang phủ sóng trên các trang mạng xã hội sử chung. Được biết cô nàng đang tự thưởng cho mình một chuyến du lịch Thái Lan sau khi chuyên tâm hoàn thành các dự án phim ảnh. Đây được xem là thời gian để cô lấy lại năng lượng, sau trường tương tư muốn mãi mãi yêu, để chuẩn bị nhập đoàn phim mới. Tại Thái Lan, người đẹp chọn khu ăn mặc đơn giản thanh lịch, chú trọng khoe đường cong cơ thể và đôi chân thon dài. Trong bộ ảnh được nàng Tiểu Hoa chia sẻ khoảnh khắc cô khoe body trước gương, nhận được sự quan tâm rất lớn. Nữ diễn viên diện trang phục ôm sát kiểu crop top màu hồng cánh sen, kết hợp áo khoác mỏng. Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, nhiều blogger đã lên bài về vóc dáng hiện tại của Dương Tử, đồng thời đặt nghi vấn về việc lạm dụng Photoshop. Bởi cách đó không lâu, body Dương Tử khi tham gia một quảng cáo vốn không được thon thả như ảnh tự đăng. Ngoài ra, nhiều người nhận thấy cách chọn trang phục và pose dáng của Dương Tử trông rất giống Triệu Lộ Tư. Cách đây không lâu, Lộ Tư chính là sao nữ chăm selfie khoe body trước gương nhất nhì Cbiz. Ở các bức ảnh, Lộ Tư chia sẻ, cô khoe cơ bụng rõ 10-10, khí chất nhỉnh hơn Dương Tử. Thời gian gần đây, nhan sắc và tài nguyên của Dương Tử được khen ngày một thăng hạng. Cô liên tục biến hóa với đa dạng phong cách, biết lắng nghe góp ý từ khán giả. Vừa qua, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện với bộ váy chữ A, màu đen đính nơ kết hợp kính cận làm phụ kiện. Kiểu trang điểm nhẹ nhàng mà cô vừa áp dụng nhanh chóng trở thành trend. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ dừng lại ở vẻ đẹp của Dương Tử nếu như cô không để lộ chiếc nhẫn lạ trên tay. Nữ diễn viên đeo nhẫn ở ngón áp út, vị trí thường dành cho nhẫn đính hôn. Nhiều nghi vấn hẹn hò đã được đặt ra nhưng phía Dương Tử quyết sự im lặng.